chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài Tôi đem sang sông. Trước tiên là hôm nay video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn câu A1 và câu A2. Và bản nhạc này của nhạc sĩ Nhật Ngân viết ở gam mi thứ. Lưu ý cho các bạn là các bạn tập chậm chậm thôi. Khi nào mà các bạn chơi tốt rồi các bạn hãy nhanh lên ha. Còn các bạn nào mà có điều kiện á, ví dụ như nhà mình gần một cái trung tâm âm nhạc nào mà dạy đàn nghiêm chỉnh á, thì các bạn nên đăng ký để mà học cho có căn bản ha. Thì cái việc mà khi mà các bạn có căn bản tốt, có nền tảng tốt, các bạn chơi tự nhiên nó hay à. Còn khi mà một bản nhạc mà các bạn có thể chơi hết được nhưng mà chúng ta không có được cái nền tảng căn bản nó vững thì chúng ta chơi nó sẽ không được hay lắm. Thì hôm trước là mình đã hướng dẫn các bạn intro của bài Tôi đi em sang sông. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn câu E trước ha. Hợp âm trong bài mi thứ. Hợp âm thứ hai là C7. Nếu mà các bạn nào mà chưa bấm được C7 mà ở thế hợp âm chặn, hợp âm barre thì các bạn nên tập thêm. Rồi, mình có thế hợp âm C7 ở đây nữa. Đây, hợp âm đô trưởng. Và mình nếu mà mình cần thêm nốt son thì mình sẽ bấm thêm nốt son ở ngón số 4, dây số 1. Rồi, đây mi thứ nha, hợp âm mi thứ trên cao. La ác chín, la, đô, si, lá, rê trưởng, đây rê trưởng nè, rê nè, thì rê nè các bạn có thể thêm nó lá ở dây số 1, các bạn phải bấm như vậy mới thêm được lá ở dây số 1, hay phải bấm như vậy mới có thể thêm được nó la ở dây số 1, rồi, son trưởng, đô trưởng, C7, mình ở đây xếp thế pha tăng thứ pha tăng trưởng. Thì thế pha tăng trưởng này á, dây số 5 mình không đàn nên chỉ cần bấm vậy thôi ha. Rồi thế C7 C trưởng ngang số 7. Rồi ok, bây giờ bắt đầu bài ha. Đầu tiên câu thứ nhất C luyến từ nó la dây số 3 ngang 2 luyến lên ngang 4. C C C. À, tiếp theo C bát mì dây buông. Mi dây 4. Son. Si. Mi. Rồi tiếp theo C. Câu thứ hai C. Mi bát mì. Mi, son, si, mi, 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 rê thăng, hợp âm si, rê, rê, ba si, fa, la, fa, rê thăng. Thì các bạn thấy những cái nốt ở đây, các bạn nè, đó những cái nốt si. Tay phải phải đổi ngón vậy mới đúng. Rồi các bạn thấy chưa, này con thấy ngón số 1 ngón y ha, như con gà mổ thóc vậy đó, nó cứ mổ liên tục. Và đây thì chúng ta phải đổi ngón ha, giống như chúng ta bước đi vậy đó, chân trái phải trái phải trái phải trái phải, phải thay đổi. Các bạn nhìn cái ngón tay chơi là biết là chuyên nghiệp hay không, là nó nằm ở đây. Rồi tiếp theo ha. Si mi mi son mi 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 rê thăng. Rê fa la fa 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 hoặc rê, nốt nào cũng được. Nè, nốt la gõ vào si nè. Nốt la dây ba nè, đang thấy si nốt la nằm đây la. Gõ vào si fa si
À đây hợp âm thế si trưởng ha các bạn. Nếu mà các bạn bấm không được cái thế ba rê này thì các bạn phải cố gắng bấm cái thế ba rê này thì mình mới có thể tập tiếp tục được. Thì các bạn biết mà, đọc tấu trên guitar thì đó là hình thức khó nhất và cũng là hình thức cao nhất của guitar, cho nên là nó rất là khó, các bạn cũng chịu khó một chút xíu ha. Fa, ba si, fa, si, fa, fa, fa. Tiếp theo mi, dê buông, mi, mi, dê bốn, luyến qua fa, gõ ngón tay vào. Rồi son, luyến qua la, gõ ngón tay vào. Tiếp theo si, son, bắt đầu, mi, hợp âm đầu trưởng, mi, son. Son, 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 fa. Fa, la, fa, re, fa, si. Rồi, nó si dây ba, xếp ngón ba, si, đô thăng ngón một, dây hai, re thăng. Mi xếp ngón 4, fa, son, la. À, cái chỗ này ở trong tab mình xếp đây. Mi, mình xếp mi dê buồn, fa. Nhưng mà ở đây thì mình thôi xếp mi ngón 4 ha. Si, son, son, mi, la xếp ngón 4, dê 1, ngang 5, à, la 9 hợp âm, bass là, si không bấm nè, đồ bấm ngón 3, dê 3 nè, si, đừng có phân quá, thành ra sẽ rớt nhịp, sai nhịp chỗ này nó kỳ. Đoạn này các bạn đang đúng nhịp thôi. Xếp ngón 1, lá, hợp âm rê, bấm, la, rê, fa son, thì luyến nè, là nó fa, ngón số 3, gõ vào nó son, kéo ra, nó như vậy đó, rê, lá, ba rê, la, rê, rê, son, son, ba son. Son, re, son, son, re, do, son, bát, do, mi, son, mi, mi, do, mi, si, hợp âm si, si, bát, si, ha, si, dây hai, bát, si, si, re, la, fa, si, mi, mi, mì, xí bát mì, mì xí mì, mí son, mì xí la thăng. Đây ngón số 3 cầm giữ nguyên chuyển vào la thăng hợp âm pha thăng trưởng, pha la thăng nha, pha la thăng, pha la phá đô, phà kéo vào si, kéo vào ngang thứ bảy nè, si, phà, la, đó là câu 1. Rồi câu 2 lặp lại.
tới chỗ này thì nữa, câu 1 và câu 2 chỉ khác chỗ này thôi. Đô son mi son mi đô mi si ba si rê thăng la phá rê đô đô thì nó rê, các bạn đang bấm ngón số 1 rồi thì nó đô các bạn ba rê luôn ha. Si ba si si rê rê thăng phá. Rồi tiếp theo này, ngón 3 xếp nó mi nè, kéo vào pha thăng. Tiếp theo la dì số 3, à tiếp theo là pha sơn pha ha, luyến một nó pha gõ vào nó khẩy, một nó pha gõ vào nó son, kéo ra là nó pha. Tiếp theo mi bát mi mi si son mi si son la là thứ mi la mi đô la. Đó thì đó là chúng ta hết câu E ha. Thân ái chào các bạn nha.